Xin chào anh chị, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái clip để nói về vấn đề test áp suất như thế nào và áp suất còn như thế nào thì sẽ ngâm được nước. Đây là vấn đề tuy cũ nhưng mà rất nhiều người chưa nắm rõ được, thì ở đây mình sẽ tiến hành làm. Trước màn hình là những chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8 máy đều có tính năng chống nước nha. Và mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa cụ thể sau đây. Bởi vì có nhiều anh chị đi mua máy, đọc được vài dòng trên mạng, nghĩ là mình đã biết hết, nhưng mà thật sự thực tế nó sẽ khác. Và đây là mình là người bán, mình sẽ chỉ cho anh chị rõ ràng rành mạch luôn. Máy nào chống nước mình nói chống nước, máy nào không chống nước mình sẽ nói là không chống nước, bởi vì giá hai máy nó khác nhau. Thì mình vào cái ô sensor nha anh chị. Mình nhìn rõ cái dòng parameter ở đây là 1006.27. Mình sẽ cầm cái máy trên hai cái bàn tay và mình dùng hai ngón cái mình ấn một cái lực xuống thì cái số này nó sẽ thay đổi nha. Nó thay đổi lên 1009 và buông ra thì nó quay về 1006 trở lại. Cái số này nó thay đổi ít hay nhiều là tùy theo cái lực nhấn của cái hai ngón tay của mình mạnh hay là nhẹ. Và cái số này nó chỉ thay đổi trong vòng từ 1 tới 3 đơn vị thôi nha anh chị nha. Kể cả anh chị đi mua một chiếc máy mới 100% ở ngoài thế giới động, anh chị test đi, nó cũng chỉ nhảy từ 1 tới 3 đơn vị thôi, nó không có nhảy nhiều. Và nó nhảy như vậy là ok. Có nhiều anh chị test áp suất bằng cách là dùng hai ngón tay để xuống như là quay combine rồi ấn xuống thì nhìn cái số nó nhảy ít thì nói là máy không áp suất. Thực sự không phải, máy nó có nhảy là có áp suất, còn cái lực nhấn của anh chị không đủ mạnh thì áp suất nó nhảy không có nhiều, cái chỉ số parameter nó nhảy không nhiều, điều đó là hoàn toàn bình thường nha anh chị nha. Chỉ cần nó có nhảy 1 tới 2 đơn vị là yên tâm mà test nước rồi đó. Còn anh chị nhấn càng mạnh thì nó nhảy càng nhiều. Còn đối với những máy không áp suất, anh chị có nhấn bể cái màn hình nó cũng không có nhảy được. Thì một lát mình sẽ làm một cái máy không áp suất cho anh chị xem. Cụ thể với cái máy thứ hai này, mình cũng sẽ làm cái cú pháp sao thăng không sao thăng, và mình vào cái chỗ sensor nhìn kỹ cái dòng parameter 1006.27, mình bóp lên 1009, mình buông về cái nó lại về lại 1006, anh chị thấy không? Mình xin nhắc lại, tùy theo cái lực nhấn nha. Còn có nhiều anh chị cứ test áp suất mà nhấn giống như là nhấn chơi chơi sao nó nhảy được. Anh chị phải đè một cái lực mạnh thì cái sự áp suất bên trong máy nó với bên ngoài máy nó khác nhau thì cái chỉ số nó mới nhảy. Còn anh chị bóp thì nó đâu có thay đổi được cái áp suất bên trong bao nhiêu đâu, thì làm sao nó nhảy. Đơn cử như cái máy này là một cái máy không áp suất, mình cũng nhìn cái dòng parameter 1006.31 ha. Mình bóp nè, mình bóp rất là mạnh luôn á, bóp bể màn hình nó cũng không nhảy được 1006, không nhảy lên một đơn vị nào hết nha anh chị nha. Những cái máy không nhảy như thế này á, là ngâm nước là chết, không thể nào ngâm được nước. Còn như cái máy kia là ngâm được nước, nó chỉ cần nhảy 1-2 đơn vị là anh chị ngâm được nước rồi. Kể cả máy mới anh chị mua cũng chỉ nhảy 1-2 đơn vị thôi nha. Đó là chính xác. Anh chị có thử ra thế giới di động á, mình kiểm tra. Và đây là hai cái máy mà mình vừa test có áp suất và mình sẽ bỏ vào ngâm nước cho anh chị coi. Còn cái máy này không có áp suất thì mình sẽ không dám ngâm nước. Ngâm nước là lê nhân tèo liền. Anh chị thấy không? Rất là rõ ràng, cụ thể. Samsung nó rất là rõ ràng, máy có áp suất là có ngâm được nước. Thì cách kiểm tra áp suất là như mình vừa chỉ, các anh chị cứ yên tâm, mình mà nói sai mình sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình khi mình hướng dẫn cho các anh chị nha. Và sau khi một hồi ngâm nước xong á, mình sẽ lấy lên cho các anh chị coi cho máy nó còn mở hay không. Máy vẫn bình thường, vẫn sáng nguồn bình thường, máy mà vô nước là nó sẽ chết rồi. Cảm ơn anh chị.